Singapore đắt đỏ nhất thế giới năm 2023. Singapore vẫn duy trì là thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Singapore giữ vững vị trí đắt đỏ nhất trên thế giới. Hai thành phố đắt nhất thế giới năm 2023 gọi tên Singapore và Zurich. Well, trên đây là mình chỉ tổng hợp qua một số các cái tiêu đề của những cái bài báo công bố về cái kết quả của một cái báo cáo được công bố ngày 30 tháng 11 của cái tạp chí The Economist về top các cái thành phố có cái mức chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất trên thế giới. Theo đó, Singapore và Zurich là hai thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong năm 2023 trong cái bối cảnh chi phí sinh hoạt cao chưa từng thấy. Trong đó, Singapore vẫn trụ vững trong nhiều năm liền và đây là lần thứ 9 trong 11 năm qua Singapore dẫn đầu cái bảng xếp hạng này. Nguyên nhân đến từ diện tích khá nhỏ của quốc gia này do giá cao ở các cái mặt hàng thực phẩm, đồ uống có cồn, quần áo và chi phí sở hữu phương tiện giao thông cá nhân tại quốc đảo Sư Tử. Ngoài ra thì kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Singapore đã tăng cái thuế giá trị gia tăng, ở bên này họ gọi tắt là GST, từ mức 8% lên mức 9%, bắt đầu áp dụng từ mùng 1 tháng 1 năm 2024. Và đây chỉ là một trong những cái động thái tăng của chính phủ Singapore về cái thuế giá trị gia tăng này. Trước đây thì vào mùng 1 tháng 1 2023 là chính phủ Sing họ tăng cái thuế từ 7% lên 8% và từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 tăng từ 8% lên mức 9%. Và các bạn cũng biết là khi mà thuế gia tăng thì tất cả các cái mặt hàng tiêu dùng nó cũng sẽ phải tăng lên tương ứng. Các bạn hình dung là 1% nó nhỏ thôi, nhưng mà ví dụ đáng một cái hộ gia đình 4 người, mình lấy ví dụ nhé, một tháng họ sẽ tiêu hết 5.000 đô la Sing, tức là tương đương với khoảng tầm 95-96 triệu Việt Nam đồng một tháng đấy. Thì với cái 1% thuế tăng như này, mình lấy bình quân ví dụ rất là đơn giản, mỗi tháng họ sẽ tăng phải đóng thêm 50 đô, tức là cái này là chỉ cho cái tiền thuế thôi nhé. Một năm sẽ tăng 600 đô, tức là tăng khoảng gần 12 triệu cho một năm chỉ về cái phần tiền thuế tăng này thôi này. Thì các bạn sẽ thấy là cái mức này nó ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân như thế nào. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số các cái thông tin cập nhật nhất về cái chi phí sinh hoạt, chi phí ăn ở, chi phí đi lại tại Singapore khi mà các bạn có ý định muốn sang Singapore học tập, sinh sống hay là làm việc. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ các loại chi phí cơ bản khi mà một người, một cá nhân người nước ngoài khi mà sang đây làm việc. Và các bạn cũng biết đấy là mỗi một người sẽ có một cái lối sống, có cái phong cách sống khác nhau, cũng như cái mức chi tiêu, cái mức thu nhập khác nhau. Thì cái thông tin mình đưa ra nó sẽ ở cái mức gọi là tổng quan thôi. Nó có thể đúng với một số bạn nhưng cũng có thể không đúng với một số bạn, vì mỗi người sẽ có một cái mức chi phí sống nó khác nhau, một cái style khác nhau. Cho nên là cái này nó chỉ mang cái tính chất để các bạn tham khảo thêm thôi nhé. Các cái loại chi phí chính mà khi mà các bạn sang Singapore làm việc các bạn sẽ cần phải lưu ý, thứ nhất là chi phí nhà trọ này, thứ hai là cái chi phí liên quan tới chi phí đi lại, tức là chi phí mà các bạn sử dụng các phương tiện giao thông để các bạn đi lại khi mà các bạn làm việc tại đây, thứ ba là chi phí ăn uống, thứ tư là chi phí điện thoại, thứ năm là các cái loại chi phí khác. Thì các cái loại chi phí khác ở đây ví dụ như là các cái loại mà chi phí mang tính chất giải trí này, hoặc chi phí tiêu dùng cho cá nhân, thì cái này mình sẽ gộp lại là cái chi phí khác. Thứ nhất là về chi phí nhà trọ, theo mình thấy thì cái loại chi phí này nó sẽ chiếm hầu bao của các bạn nhiều nhất khi mà các bạn sinh sống và làm việc tại Singapore. Đây là cái mức mà mình thấy là nó rất là cao so với các cái loại chi phí khác. Lý do đơn giản, Singapore họ đất chặt người đông và cái giá nhà đất ở bên này luôn luôn cao, và từ khi mà Covid diễn ra thì cái tình trạng mà nhà cho thuê ở bên Singapore thì cung luôn thấp hơn cầu. Ở Singapore thì sẽ có cái ba cái loại nhà khác nhau. Loại thứ nhất là landed property, hay gọi tắt là cái loại nhà mặt đất đấy. Thì đối với cái loại nhà mặt đất này, mình thấy đây là cái loại nhà mà có chi phí thuê cao nhất. Mình chưa nói là chi phí mua nhé, bởi vì chi phí mua thì chỉ có người bản địa người ta mới mua được thôi. Còn người nước ngoài sẽ không mua được cái loại nhà này đâu, mà sẽ chủ yếu là thuê thôi. Thì đối với cái loại nhà này, theo mình biết nếu mà các bạn thuê cả một căn ấy thì cái chi phí nó rất là cao. Nó sẽ đâu đó nó rơi khoảng từ 7.000 cho tới 10.000 đô la Sing một tháng, tức là nó tương đương khoảng từ 130 triệu đến 190 triệu Việt Nam đồng một tháng đấy. Cái này là mức bình quân thôi. Mình biết là có những căn landed property giá nó còn cao hơn rất nhiều. Landed property các bạn cứ hình dung nó giống như cái căn nhà 2 tầng hay nhà 3 tầng như ở Việt Nam mình đấy. Thì cái loại này nó có ưu điểm đó là nó rất là rộng rãi, có sân, nó có vườn rất là rộng và có cái không gian riêng cho các bạn. Tuy nhiên cái nhược điểm là cái chi phí nó rất là cao là một, và thứ hai thường những cái khu landed property ấy, là nó không gần các cái tàu điện ngầm. Mà nhưng mà mình biết là những người mà đã có thể ở được những căn landed property thường họ sẽ có ô tô riêng để họ đi, chứ họ sẽ ít khi sử dụng phương tiện công cộng lắm. Cho nên mình thấy là những người mà thường hay thuê landed property là những cái dòng kiểu cấp chuyên gia cao cấp, những người nước ngoài mà họ sinh sống làm việc tại đây thì thường họ đã có cả gia đình rồi, thì họ sẽ thuê cái landed property, nó sẽ thuận tiện hơn rất là rất nhiều.
Còn thứ hai là cái dạng condo hay bên này gọi là cái chung cư cao cấp đấy, hay condominium, thì đối với cái dạng này thì mình thấy là cái chi phí thuê nó cũng thuộc diện cao và nó đang ở cái mức giữa. Đối với cái loại condo thì nếu mà ví dụ các bạn thuê cả căn có 3 phòng ngủ nhá, thì theo mình biết cái chi phí nó cũng khá là cao. Nó dao động từ 5.000 cho tới 7.000 đô la sinh một tháng đấy, tương đương khoảng 95 triệu cho tới 130 triệu Việt Nam đồng một tháng nếu như các bạn thuê cả căn. Thường cái này mình thấy là những người mà kiểu dạng theo cái dạng thẻ work visa là EP employment pass á, thì họ sẽ thường hay thuê cái loại condo này, và hoặc là họ có gia đình thì họ sẽ hay thuê cả căn. Còn nếu mà các bạn chỉ có một mình thôi thì các bạn có thể là thuê dưới dạng là một phòng thôi. Thì bên sinh ví dụ các bạn thuê cái phòng common room á, là cái phòng mà có phải toilet dùng chung, nó sẽ rẻ hơn so với cái phòng master bedroom. Cái phòng master bedroom là cái phòng mà nó sẽ có cái phòng toilet ở bên trong, tức là các bạn sẽ không phải share với ai, không phải dùng chung với ai, thì chắc chắn cái phòng master bedroom này nó sẽ cao hơn. Trong condo nếu các bạn thuê riêng một mình một phòng á, thì theo mình biết cái chi phí nó dao động từ 1.000 cho tới khoảng 2.000 đô la sinh. Cái này ví dụ như trong nếu mà các bạn thuê common room thì nó dao động đâu đó khoảng tầm 1.000 đến 1.500, nhưng nếu mà các bạn thuê master bedroom á, thì mình nghĩ là nó tầm 1.500 tới 2.000 đô la sinh đấy. Tức là nó sẽ dao động từ 19 triệu cho tới 38 triệu Việt Nam đồng một tháng nếu như các bạn thuê cái phòng riêng này ở condo. Cái condo thì cái ưu điểm mình thấy là chắc chắn nó sẽ có khá là nhiều các cái ưu điểm. Thứ nhất là có các cái tiện ích như có bể bơi, có phòng gym tại cái căn chung cư đó luôn. Các bạn sẽ không phải đi ra ngoài, các bạn cũng sẽ tiết kiệm được cái phần chi phí này. Thứ hai nữa là cái hệ thống an ninh của condo nó cũng sẽ được đảm bảo rất là cao. Tuy nhiên nhược điểm là chi phí là một. Với một cái nhược điểm thứ hai nữa là cái phòng tại condo theo mình biết bây giờ nó khá là nhỏ. Vì Singapore là đất chật người đông, cho nên các cái diện tích phòng condo thì thường là nó sẽ nhỏ hơn, nó hẹp hơn so với các cái căn chung cư HDB của chính phủ trợ cấp giá. Và cái loại nhà trọ số 3 chính là cái căn HDB á. Tức HDB viết tắt của Housing Board Development, thì cái này nó thuộc sự phát triển của chính phủ Singapore để hỗ trợ người dân làm sao họ ai cũng có thể là được sở hữu nhà tại Singapore. Và Singapore các bạn biết đấy, 80% dân số của Singapore là có sở hữu nhà, và đây là cái mức sở hữu nhà cao nhất trên thế giới. Đối với các cái căn nhà HDB, nếu như các bạn thuê cả căn 3 phòng ngủ thì theo mình biết nó sẽ có cái giá dao động từ 3.500 cho tới 4.000 đô la sinh một tháng, tức là khoảng tầm 66 triệu cho tới 77 triệu Việt Nam đồng một tháng. Thì cái này các bạn lưu ý nhé, đây là mình đang lấy ở cái mức căn HDB, nó không phải quá ở trung tâm đâu. Nếu mà ở trung tâm thì cái mức nó sẽ cao hơn. Thì đó là cái dạng 3 phòng ngủ. Thường ví dụ như mình biết những bạn nào mà sang mà có gia đình rồi ấy, thì các bạn hay thuê những cái loại có 3 phòng ngủ này, hoặc 2 phòng ngủ, hoặc cái dạng studio. Tuy nhiên nếu mà các bạn một mình thì mình nghĩ là các bạn chỉ nên thuê một phòng thôi. Một phòng thì tương tự nó cũng sẽ có phòng common room, là những cái phòng mà các bạn sẽ phải chung toilet, hoặc là cái phòng master bedroom là cái phòng mà có toilet riêng. Thì theo mình biết là cái chi nó sẽ dao động từ 800 đô la sinh cho tới 1.500 đô la sinh một tháng, tức là tương đương khoảng tầm hơn 15 triệu cho tới khoảng hơn 28 triệu Việt Nam đồng một tháng đối với khi mà các bạn ở nhà phòng HDB và ở một mình thôi nha, không phải là thuê cả căn. Tuy nhiên là đối với cái phần mà thuê trọ này, các bạn cũng hoàn toàn có những cái phương án để làm sao giảm được cái chi phí, đó là các bạn hãy ở share phòng. Thì khi mà các bạn share phòng, các bạn share 2 hoặc là share 3 thì cái chi phí nó cũng sẽ tiết kiệm cho các bạn rất nhiều. Tất nhiên là cái này nó sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu cũng như là cái phong cách sống của mỗi người. Vì mình biết là có một số bạn là các bạn đấy chỉ thích là có một cái không gian riêng thì các bạn sẽ thuê một mình. Tuy nhiên một số bạn thì các bạn thích muốn là giao lưu, muốn hòa đồng thì các bạn cũng có thể là ở dạng share như vậy. Cái loại chi phí thứ hai mà các bạn sẽ cần phải chi trả khi mà các bạn sinh sống tại đây, đó là cái phần chi phí đi lại. Ở tân sinh thì mình thấy là nó rất là thuận tiện ở cái chỗ là có cái hệ thống giao thông công cộng. Mình hay nói trêu là phục vụ các bạn tận răng luôn ấy. Tức là các bạn đi đến bất cứ nơi đâu tại Singapore thì một là các bạn có thể đi tàu MRT hoặc là các bạn có thể đi xe buýt, thì cái này nó vô cùng thuận tiện luôn. Mình sẽ lấy bình quân nhé, mỗi một ngày các bạn lượt đi và lượt về là các bạn sẽ mất 4 đô la sinh, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái quãng đường bạn đi xa hay đi gần, bạn đi nhiều chặng hay bạn đi ít chặng. Nhưng mình sẽ lấy cái mức bình quân là 4 đô la sinh một tháng, thì bình quân mỗi một tháng là các bạn sẽ mất khoảng tầm 120 đến 150. Tuy nhiên là trong một số trường hợp nó có thể phát sinh hơn thì mình sẽ lấy mỗi một tháng là cái khoản chi phí đi lại này của các bạn là hết 150 đô la sinh một tháng, tức là nó tương đương với khoảng tầm 2,9 triệu Việt Nam đồng đấy, tức là nó đâu đó gần 3 triệu đồng rồi. Thì đây là cho cái phần chi phí đi lại nhá. Và cái này là chỉ là các bạn đi phương tiện công cộng thôi. Một số bạn nếu mà các bạn đi taxi hoặc là bắt Grab ở bên này thì mình sẽ nói trước là cái chi phí này nó rất là cao. Mình có thể lấy ví dụ như đi Grab
từ cái quãng đường mà đi vào trung tâm, ví dụ từ nhà mình đi vào trung tâm nó mất tầm khoảng 10 cây. Nếu mà bình thường không phải giờ cao điểm nhé, nó sẽ mất khoảng tầm 15 đô. Tuy nhiên nếu mà các bạn đi vào cái giờ buổi sáng mọi người bắt đầu đi làm hoặc cái tầm tan sở ở bên sinh thì nó có thể lên tới 40 đô hoặc thậm chí là 45 đô, tức là nó gấp rất nhiều lần. Cho nên là các bạn sẽ nên hạn chế đi những cái phương tiện cá nhân, ví dụ như là đi taxi này hoặc là đi Grab, vì nó sẽ một cái lần đi của các bạn nó sẽ có thể là cho các bạn đi được 1 tuần cho đến 2 tuần các bạn đi tàu điện ngầm đó. Loại chi phí số 3 là các bạn cũng sẽ phải cân nhắc khi mà sang Sinh, đó là cái phần chi phí ăn uống. Thì ở Sinh nó khá là thuận tiện là họ có những cái phương án đó là ăn tại food court, tức là hawker center, tức là kể các bạn không nấu ăn, một ngày bạn ăn 3 bữa ở hawker center thì vẫn hoàn toàn có thể ok được. Vì mình thấy là so với các quốc gia khác như mình đã từng đến, ví dụ như Úc, nếu mà các bạn đi ăn ngoài nhà hàng chi phí rất là cao, nhưng ở Sinh là ngoài cái nhà hàng ra bạn còn có ăn ở tại food court, hawker center, chi phí khá là ok đấy. Ví dụ như là mỗi một bữa mà các bạn ăn bữa chính thôi nhá, ăn bữa trưa hoặc là bữa tối, bữa chính các bạn có một suất ăn và một nước đi kèm một drink á, một đồ uống á, nó sẽ dao động từ khoảng 7 cho tới 10 đô, tức là khoảng tầm 130 đến 190 nghìn cho một bữa. Thì mình lấy bình quân là mỗi một ngày là các bạn sẽ, nếu mà các bạn đi ăn ngoài hết, ăn tại food court nhá, thì các bạn mỗi một ngày là sẽ mất khoảng tầm 25 đô cho tới một ngày. Thì mỗi một tháng là các bạn sẽ mất tầm khoảng 750 đô tiền ăn này nhá, tức là khoảng tầm 14 triệu Việt Nam đồng cho cái khoản ăn này. Và cái này là mình đang chỉ lấy là khi mà các bạn đi ăn tại food court thôi, vì nếu mà các bạn đi ăn tại nhà hàng ấy, thì mình nghĩ là chi phí nó tăng đấy, nó cao hơn rất là nhiều. Vì ở nhà hàng nó bao giờ thứ nhất là cái giá của cái sản phẩm, của cái đồ ăn nó đã tăng cao hơn so với các cái food court rồi, vì họ phải thuê địa điểm mà. Phần thứ hai nữa là các bạn cũng sẽ phải mất cái phí giá trị gia tăng, thuế giá trị gia tăng là 9%, phí dịch vụ là 19%, tức là nó sẽ có rất nhiều các cái phí đội lên. Cho nên nếu mà các bạn xác định đi ăn nhà hàng thì mình nghĩ là các bạn sẽ phải ước lượng nó gấp 3 đến gấp 4 lần so với khi mà các bạn ăn tại food court. Có một cái hình thức các bạn có thể giảm được cái chi phí ăn uống này, đó là các bạn mua đồ ăn tại siêu thị, đồ tươi và các bạn về nấu, thì mình nghĩ nó cũng sẽ có thể tiết kiệm cho các bạn. Mỗi tháng mình nghĩ các bạn có thể tầm trong cái khoảng 600 đô cho cái tiền ăn này, nếu mà các bạn nấu tại nhà mình nghĩ là cũng có thể hoàn toàn khả thi đấy. 600 đô thì nó rơi vào khoảng tầm gần 12 triệu. Phần chi phí số 4 đó là cái phần chi phí về điện thoại. Thì đối với cái điện thoại này thì mình thấy nó rất là straightforward. Ví dụ nếu mà như các bạn mà chỉ có đăng ký mua data dùng thôi ấy, thì mình nghĩ là mỗi một tháng tầm 30 đến 40 đô một tháng, tức là tương đương khoảng hơn 500 cho tới hơn 700 nghìn Việt Nam đồng một tháng. Đấy là đối với các bạn mà chỉ có mua cái phí data và nghe gọi. Còn trường hợp các bạn một số ở bên này làm hợp đồng, tức là mua trả góp á, bên này gọi là contract, thì khi mà các bạn mua trả góp thì có thể là tùy cái loại điện thoại các bạn mua, nhưng mình nghĩ cái mức nó sẽ dao động từ 70 cho tới 100 đô la Sing một tháng, tức là tương đương khoảng 1,3 triệu đến 1,9 triệu Việt Nam đồng một tháng cho cái chi phí điện thoại này nếu trường hợp các bạn mua trả góp. Mua trả góp tức là các bạn sẽ mua cả điện thoại và mua cả cái phí data luôn, thì đấy là cái phí mà các bạn sẽ phải trả. Phần cuối cùng là các cái chi phí liên quan tới chi tiêu cá nhân đó. Ví dụ như các bạn đi xem phim này, các bạn đi hội họp bạn bè, đi cà phê, cà pháo này, hoặc là đi ăn uống nhậu nhẹt vân vân. Thì đối với cái này thì mình nghĩ nó sẽ tùy thuộc rất nhiều vào cá nhân của mỗi người. Mình lấy ở cái mức này thôi nhé, tầm khoảng 300 tới 500 đô la Sing một tháng, tức là nó đang rơi vào khoảng hơn 5 triệu cho tới hơn 9 triệu Việt Nam đồng một tháng cho cái phần mà các bạn chi tiêu cá nhân. Chắc chắn là cái này nếu các bạn không chi tiêu gì thì nó sẽ, các bạn có thể tiết kiệm được khoảng này. Nhưng mà đối với cái phần này là chưa bao gồm các cái chi phí y tế đâu, vì ở bên Sinh các bạn cũng biết là cái chi phí y tế là cái chi phí mà đắt đỏ rất là cao. Ví dụ như trường hợp mà các bạn không may mà phải đi vào viện hoặc là gì đó thì cái chi phí này nó thực sự là nó sẽ out of expectation của các bạn luôn đấy. Đối với cái chi phí này là mình sẽ không bao gồm trong đây, nhưng các bạn cũng sẽ nên lưu ý là khi mà làm việc tại Singapore thì thường là chủ sẽ mua cái bảo hiểm y tế cho các bạn. Nhưng trường hợp nếu mà các bạn không được chủ mua thì các bạn nên mua cái bảo hiểm y tế tự mình mua, vì không ai biết khi nào các bạn sẽ gặp các cái vấn đề về sức khỏe. Và khi mà các bạn không có bảo hiểm chi trả thì cái chi phí mà các bạn tự phải bỏ túi ra trả nó sẽ rất là cao. Thì trên đây là tổng quan về các cái phần chi phí khi mà các bạn sinh sống và làm việc tại Singapore. Mình có thể tổng hợp lại, đó là thứ nhất là đối với cái phần chi phí nhà trọ, mình lấy cái phương án là các bạn ở một phòng một mình và ở không trung tâm, ở nhà HDB tức là chung cư của chính phủ, 800 đô một tháng này. Phần chi phí số 2 là cái chi phí liên quan tới cái phần chi phí đi lại, 150 đô một tháng. Chi phí số 3, chi phí ăn uống, mình sẽ để mức là khoảng 750 đô một tháng đi. Chi phí điện thoại mình để là 100. Và các cái phần chi phí cá nhân khác nhá, mình sẽ để là 400. Mỗi một tháng là các bạn đang tiêu hết
khoảng tầm hơn 2.000 đô la trên một tháng, tức là khoảng hơn 40 triệu cho tất cả các loại chi phí này. Vậy thì sau khi mà trừ hết chi phí thì các bạn tiết kiệm còn lại bao nhiêu? Thì cái này again là nó phụ thuộc vào các bạn, nhưng theo mình biết là đối với những bạn mà sang làm thẻ expat á, trên giấy tờ là một lương nhưng thực nhận của các bạn là một lương. Có thể trên giấy tờ lương của các bạn là trên 3.000, nhưng theo mình biết thực nhận của các bạn nó không được mức này đâu, nó sẽ chỉ khoảng là tầm 1.800 tới 2.000 đô la sinh một tháng thôi. Khi đó thì các bạn lại chỉ có thể là chi tiêu đối với cái mức trong cái khoản thu nhập của các bạn thôi. Ví dụ như lương của các bạn 2.000 thì mình nghĩ các bạn nên chi tiêu làm sao cho cái mức sinh hoạt phí của các bạn dưới 1.000 đô la sinh một tháng. Thì đối với cái trường hợp này là các bạn sẽ phải ở rất là xa trung tâm và ở share người, và thứ hai là nấu ăn nữa. Hoặc là một số bạn sang làm dưới cái dạng thẻ EP thì cái mức lương mình biết là nó sẽ cao. Thường ví dụ như EP cái mức lương tối thiểu hiện tại trong năm 2024 này là 5.000 đô la sinh một tháng, là đấy chỉ dành cho những bạn mà có dưới 2 năm kinh nghiệm thôi. Còn những bạn mà từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ấy, thì cái mức lương EP nó sẽ phải cao hơn cái mức lương 5.000 đô la sinh một tháng này. Thì khi đó là ví dụ như các bạn sẽ lấy là cái mức chi tiêu của các bạn là 50% trong tổng thu nhập của các bạn. Thì ví dụ như lương 5.000 đô la sinh một tháng các bạn tiêu hết 2.500, thì các bạn vẫn tiết kiệm khoảng 2.500, tức là khoảng tầm hơn 40 triệu, gần 50 triệu tiết kiệm trong một tháng nhé. Thì đấy là tổng quan về các cái loại chi phí mà các bạn sẽ cần phải cân nhắc khi mà các bạn sinh sống hay là làm việc tại Singapore. Và các bạn cũng nên tham khảo một số các cái phương án. Nếu như các bạn muốn tiết kiệm, các bạn cũng hoàn toàn có thể tiết kiệm. Và cái câu chốt của mình đó là với mức thu nhập nào thì các bạn nên chi tiêu theo cái mức thu nhập đó. Và sau theo mình thấy thì kể cả khi mà các bạn trừ các cái khoản chi phí đi rồi, nếu các bạn biết cách tiết kiệm thì các bạn vẫn có thể tiết kiệm được một cái khoản kha khá để gửi về Việt Nam đó.